các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Galley TV. Chúng ta sẽ tiếp tục tập thứ hai của series Liều Ăn Nhiều. Thì đây sẽ là một cái series mà căn bản là Gà sẽ đi mua đồ si, nhưng mà Gà sẽ không mua trực tiếp tại cửa hàng, Gà không có tới Gà Lựa, mà Gà sẽ mua đồ si online. Thì tất cả chúng ta đều biết là cái việc này nó mạo hiểm như thế nào đúng không? Tại vì đồ si chúng ta sẽ không bao giờ biết là nó hư chỗ nào, nó dơ chỗ nào, nó bẩn chỗ nào, nó khác hình chỗ nào, nó có lỗi lầm gì không. Thường thường thì mua đồ si người ta thường hay là tới cửa hàng xong người ta lựa, xong người ta thử đồ này nọ. Tại bình thường cái size của đồ si nó cũng sẽ có lúc thì nó to hơn với người mình rất là nhiều. Tại thường thường đồ si nó thường đến từ những cái đất nước như là Nhật Bản nè, Mỹ nè. Đó, từ những cái đất nước đó thì người ta bự hơn và to hơn người Việt Nam mình rất là nhiều. Đây, chính xác là ý tưởng tại sao gọi là start cái series Liều Ăn Nhiều này. Và như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một cái shop đồ si rất là nổi tiếng trên mạng xã hội, rất là nổi tiếng luôn đó mọi người. Các bạn cứ tưởng tượng nha, bình thường Gà thấy họ cũng ít rep inbox khách để bán luôn á, họ chỉ chốt đơn qua livestream thôi. Và các bạn có biết một ngày họ live tầm 4 lần, cử sáng, cử trưa, cử chiều, cử tối vậy đó. Các bạn biết một lần live của họ bao nhiêu người xem không? Cả hơn 1.000 người xem đó mọi người. Thường thường cái số nó sẽ dao động từ 700 tới 1.000 người. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng đi, cái cảm giác mà mình mua đồ si xong rồi họ live, xong mình phải chốt liên tục, hết người này chốt rồi người kia chốt, rồi xong rồi họ chỉ ưu tiên cho những người, rồi họ còn ưu tiên cho những người mà đã chia sẻ video rồi đó. Nói chung là để mua được đồ sử dụng cái shop này á mọi người, Gà cũng đã phải tốn rất nhiều tâm sức luôn á. Gà phải xem, lúc đó là bình thường mà Gà xem live lúc buổi tối là không bao giờ mua được cái gì hết á, tại thường thường là lúc đó người ta chốt hết trước Gà không mà. Gà cũng cố gắng chốt thật nhanh á, nhưng mà kiểu do mạng hay là sao đó mà lúc nào cái tin nhắn của Gà nó cũng tới sau những người kia, cái bình luận Gà cũng tới sau những người kia, nên hầu như Gà không mua được mấy cái món mà họ bán buổi tối. Mà thường thường là những cái món mà họ bán buổi tối thì nó rất là đẹp luôn, nó kiểu váy vóc đồ này nọ đúng kiểu Gà thích á, nhưng mà Gà không bao giờ chốt được hết. Gà chỉ có thể chốt vào những cái giờ buổi sáng đó mà họ live thì ít người xem hơn, tầm 400-500 người á, thì lúc đó là Gà còn có người gọi là may mắn mà chốt được đó mọi người. Nên là thật sự để mua được những cái món đồ mà review trong video ngày hôm nay đó mọi người, thì Gà cũng đã bỏ hết tâm huyết. Và cái shop mà ngày hôm nay á Gà sẽ review cho mọi người đó chính là Vintage Boutique. Thì nghe cái tên này á, nếu mà bạn nào một fan cuồng đồ si á, chắc chắn là các bạn có biết luôn. Thì Vintage Boutique là một cái cửa hàng đồ si mà nó có base ở Hà Nội. Bán thì rất là hot, bán thì lúc nào cũng hết hàng rồi. Ngày nào cũng live nhưng mà ngày nào cũng hết rồi. Người chốt thì điên cuồng như là lúc nãy Gà đã kể đó. Nhưng mà may quá, nỗ lực làm video Gà nên Gà cũng đã lên, Gà canh live, Gà mua. Và Gà cũng đã mua được tầm 7 cái áo để hôm nay moi ra review mổ xẻ với mọi người. Ok. Và như thường lệ, trước khi mà bắt đầu cho mọi người xem thử là Gà mua được những gì và đánh giá những từng món đồ, thì Gà sẽ review sơ qua về cái chất lượng phục vụ nha. Thì đầu tiên á là Gà cảm thấy là cái cách mà họ bán hàng á, cái cách mà lúc mà họ livestream rồi họ nói chuyện với khách á thì rất là thân thiện. Và Gà không có giả được giọng Bắc á, nhưng mà giống như là áo này nhà em thế nào, bác nào mua thì chốt cho em nhá, rồi này nọ đó. Xong rồi đọc cân nặng rồi mọi thứ, nói chung là họ cung cấp đủ thông tin luôn á, dơ đâu là họ nói, vẫn đâu là họ nói, rồi lỗi ở đâu là họ cũng nói hết, rồi cái áo nào mà cực đẹp thì họ cũng nói là đẹp luôn, rồi họ cũng ướm cho mình cái cân á, giống như là bao nhiêu cân mặc đẹp á, và Gà thấy họ ướm khá là chính xác. Thì điều này Gà rất là thích. Chỉ có một cái điều Gà phiền nhất của cái shop này đó mọi người là mình, ví dụ nha, Gà coi livestream một đống vậy rồi đúng không, Gà mua được coi như là họ có chốt cho Gà một đống đơn vậy rồi đúng không, nhưng mà lúc mà Gà inbox họ, Gà hỏi là ví dụ như là lúc này Gà thấy là cái trên livestream thì cái áo này chưa có được bán đó, thì không biết là bây giờ mình có thể ship riêng cho em được không, thì họ nói là tụi em chỉ chốt trên livestream thôi. Thậm chí nha, ngay cả khi Gà mua những món đồ mà kiểu là đồ mà họ có nhiều đó, ví dụ như là áo bra hay là dây nịt đó, những cái món mà họ có rất là nhiều nhưng họ cũng không chốt đâu qua inbox luôn. Thì cái này Gà thấy nó khá là phiền đó mọi người, tức là nó phải có một cái hệ thống á, nghĩa là muốn mua thì lên livestream mà mua, chứ bình thường là không mua được inbox, mà thường thường inbox họ cũng không trả lời luôn đó mọi người. Họ chỉ có thể là rep hay là trả lời những cái người mà dạ sao ta, có chốt đơn trên livestream với họ thôi. Nên là nhọc nhằn lắm, mua nhọc nhằn lắm. Tất cả chúng ta đều đang trả giá để cố gắng mua được những món đồ đẹp nhưng mà giá lại rẻ đúng không? Đó, thì đó là review sơ qua về cái service của shop này. Các bạn hãy coi livestream để mua hàng nha. Nếu mà các bạn muốn inbox để mua thì chúc các bạn may mắn. Thì cái món đầu tiên mà Gà mua được ở cái shop này là một cái áo mà Gà rất là thích luôn, nên Gà sẽ nói nó đầu tiên. Thì đây là một cái áo crop top. Đây, như các bạn có thể thấy nó là áo crop top sơ mi thôi, vải sơ mi bình thường. Và nó đến từ một thương hiệu Hàn Quốc, Merit. Ok, Merit.
Ok, vậy đi. Made in Korea đàng hoàng nha mọi người. Và cái chất liệu của cái áo này thì nó giống như là linen vậy đó. Mặc lên nó rất là mát. Nó không hẳn là sơ mi mà nó kiểu giống linen hơn. Và mặc lên thì cực kỳ mát luôn. Và cái phần tay phồng của nó đó thì mặc lên rất là đẹp. Và cái này Gà có thể khẳng định luôn, tại vì cái áo này Gà đã mặc thử rồi. Và Gà mặc thử từ hôm qua tới giờ. Lát Gà vẫn sẽ thử lên cho các bạn xem. Nhưng mà Gà biết là cái áo này Gà mặc lên sẽ rất là đẹp. Đây là cái áo duy nhất mà Gà khui ra mặt trước, tại vì Gà cảm thấy là không thể chờ được luôn đó mọi người. Cái áo này Gà mặc lên rất là hợp. Mọi thứ, tất cả mọi thứ hoàn hảo, rất là hợp với Gà. Và cái áo này thì Gà mua được với giá là 170.000. Thì Gà thấy đây là một món hời ha. Tại vì bình thường cái vải linen này nè, thậm chí là dù có crop top đi nữa mà các bạn muốn mua thì nó cũng sẽ tầm đâu 300-350. Gà nghĩ ở Quảng Châu thì nó cũng tầm 300-350 thôi. Tuy nhiên là nếu mà mua shop second hand mua được với giá 170 thì Gà rất là vui. Và để chốt được cái áo này Gà phải chạy chụp đó mọi người. Gà phải kiểu gọi trước số điện thoại xong họ vừa mới đặt mã là bấm liền luôn á. Và cuối cùng họ đã chốt cho Gà. Chiếc áo đầu tiên, nhưng các bạn có thể thấy thì đúng như Gà dự đoán đúng không? Không, đúng như Gà đã biết chứ không phải là dự đoán. Thì lúc mà Gà mặc lên á, thì Gà thấy đây là một chiếc áo rất là xinh. Phải mặc lên thì các bạn có thể hình dung được cái form của nó nè. Các bạn có thấy không? Ngay cái khúc này á, thì nó hơi bo bo nè. Khúc này thì nó đã bắt đầu phồng lên rồi, thì ngay khúc này thì nó phồng lên tiếp. Thì cái điều này á, thì như các bạn có thể thấy thì nó sẽ làm cho cái áo của mình có một cái độ phồng rất là nhất định. Kể cả khi mà mình để hai cái tay xuống như vậy nè, nó cũng không bị mất form, nó cũng không có bị đi cái form phồng theo cái tay của mình á. Điều này rất là thích luôn, tại vì vậy mặc lên nè mọi người, nhìn ok lắm luôn á, nhìn không có cảm giác giống như là đồ second hand luôn. Thề cái này mà đồ thiết kế này nọ thì chắc cũng tốn khá tiền đó mọi người. Mấy cái áo này nếu mà mình thật sự mua Hàn Quốc có khi nó bán tới gần 800.000 đó, thật sự luôn. Và Gà không nghĩ là form Quảng Châu thì có thể lên được đẹp như vậy, hoặc là nó có thể lên đẹp như vậy nhưng mà cái vải chưa chắc sẽ mát như vậy. Nên đây là điều rất thích ở chuyện mua đồ xây. Và cái cổ của nó thì cổ nếu mà mình gài hết thì nó sẽ ngang ngang vậy nè, nhìn rất là hay. Thích lắm. Và cái món thứ hai ấy mà Gà mua được á thì đây là một chiếc áo có mã là 47 và giá của nó là 200.000. Thì thật ra thì lúc mà Gà coi livestream á thì Gà kiểu thấy cái nào đẹp thì Gà cũng ráng chốt thôi, kiểu giống như là thấy cái nào mà mình có thể mặc được là Gà cũng ráng là chốt để mua được nhiều á để review cho mọi người đó. Chứ Gà cũng thật sự cũng chẳng nhớ là nó là như thế nào. Có mỗi cái crop top kia là ấn tượng tại vì nó hợp với Gà quá. Còn cái này thì Gà cũng chẳng nhớ là nó gì nữa các bạn. Nó là một cái áo sơ mi, đúng rồi, áo sơ mi. Đến từ Seoul Style thì các bạn chắc cũng là một hãng Hàn Quốc luôn. Và Gà biết tại sao Gà mua cái áo này rồi. Đây là một cái áo sơ mi á. Căn bản là nó cũng rất là basic thôi. Nhưng mà được cái là vậy nè, chất liệu của nó là kiểu lụa, rất là mát. Và ngoài ra thì cái cổ của nó là cổ kiểu vậy nè. Xuống một lần, sau xuống thêm lần nữa mọi người. Là cái cổ giống vậy nè. Đó, thì Gà thấy là cái cổ này thì Gà chưa có đó. Nên là Gà cũng ráng Gà mua. Thì Gà nghĩ là cái này á, nếu mà Gà lát Gà mặc á, mà Gà mặc chung quần tây rồi Gà phối đồ này nọ thì cũng sẽ rất là đẹp. Thì lát sẽ thử lên cho mọi người xem. Áo này thì 200.000. 200.000 cái áo này á hả? Mua được ở chợ Đà Lạt với giá 100.000. Nếu mà mình may mắn mình tìm được thì mình có thể mua với giá 100.000. Và được cái Gà rất là thích đó là chất áo này nè, nó rất là mát. Cảm giác mặc sẽ rất là mát và rất là sang. Và được thêm một cái nữa là Gà thấy là cái áo trắng ở đây nè, mặc dù nó là áo trắng nhưng nó hoàn toàn không dơ gì hết đó mọi người. Sao những cái áo như thế này đẹp như này mà họ lại donate cho đồ xây ta? Thật là khó hiểu đúng không? Đây, và đây là chiếc áo thứ hai đó mọi người. Thì đối với những cái chiếc sơ mi mà nó basic như vậy nè, thì Gà chỉ hy vọng hai điều. Đầu tiên là cái chất liệu của nó lúc mà mặc lên á thì nó mềm, mát và nó không cho mình tạo cho mình cảm giác khó chịu ngứa ngáy. Thì cái này có ha, nó là chất lụa và nó phôn xuống như thế này, nó không có bị nhăn quá nhiều, cũng rất là thích. Và ngoài ra là cái phần vai, Gà rất là không thích mặc những chiếc sơ mi basic mà nó bị phô phần vai, giống như phần vai nó bị dính lên vậy này thì không có thích. Cái này nó rất là mềm và rũ. Và như các bạn có thể thấy thì cái phần vai của nó, cái đường chỉ vai nó kết thúc ngay đây, thì có vẻ là nó cũng rất là vừa vặn với Gà luôn. Thì đây, mặc lên nhìn giống dân văn phòng không? Giống chứ đúng không? Đúng là Gà khá là thích chiếc áo này và Gà nghĩ đây là một cái sự gọi là basic mà mình có thể mang ra kết hợp với rất nhiều thứ. Mặc chung blazer cũng rất là đẹp đúng không? Hoặc là mình mặc chung với lại là jean ở dưới, xong mình mang theo những cái đôi giày cao gót hơi cao cao một xíu đó, thì nhìn mình cũng ngọc trên vai. Ngọc trên vai. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ tới chị Ngọc Trinh là nghĩ tới quần jean với lại áo trắng. Nhưng mà da mình không có tướng như chị nên là mình thôi, nói chung là mình mặc chắc chắn là nhìn sẽ tiều hơn rồi. Và đây, tiếp theo thì có một cái áo này. Áo này có giá là bao nhiêu ta? 170.000 nha mọi người.
chẳng nhớ nó là áo gì nhưng mà cảm giác là nó là cái áo hoa hoa bông bông gì đó này. Đúng rồi đó. Thì đương nhiên rồi, nhìn ở ngoài. À, đây cũng là một cái áo mà rất là thích. Đây 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 đây. Các bạn có thể thấy là nó là một cái áo hoa bình thường thôi, nhưng mà cái cả thích là cái tay nè. Cái tay nó thuộc dạng tay bèo chuông á, nó chuông ra vậy nè mọi người. Nó vòng cung ra vậy, xong rồi nó bo ở khúc dưới á, rất là dễ thương. Và biết chắc là cái này gặp mặt hợp luôn, tại vì á lúc nào gặp mặt mấy cái áo sơ mi hoa này cũng đẹp xuất sắc lắm mọi người. Và ngoài ra thì nó còn có cái này nữa nè. Cái này gọi là cái cổ tàu đó, thì gà rất là thích sơ mi cổ tàu. Thì lấy gà mặt lên, gà sẽ chia sẻ nhiều hơn mọi người với cái cảm nhận của gà lúc mà gà mặc cái áo này lên nha. Nhưng mà trước mắt thì gà cảm thấy gà rất thích áo này. Nhưng mà sao cái áo này nó có cái mùi giống như là, các bạn biết không, thường thường là mấy cái chỗ giặt đồ xây này nè, nó thường hay mang đi giặt ký đó. Thì cái mùi bột giặt ký nó rất là signature đó. Thì này nó có cái mùi bột giặt ký á các bạn. Gà ghét cái mùi đó. Và cái này thì đến từ một hãng, tới một cái hãng tên là Cutie Blonde CB. Và size của nó là size L. Trời má, size L mà sao nhìn nhỏ vậy má. Ủa giờ chẳng lẽ cái này là đồ cho con nít hay gì mà sao size L mà nhỏ vậy. Uf. Và đây là cái áo lúc mà gà thử lên. Thì sao vậy ta, gà cảm thấy là lúc mà gà thử lên cái áo này gà không thấy nó không có xanh lắm như gà tưởng tượng. Thì tức là cái phần tay nó vẫn rất là dễ thương, nó vẫn rất là chung chung bèo bèo nhúng nhúng vậy nè mọi người. Đó là tay chuông mà kêu đúng không. Nhưng mà không biết nữa, cái tức là gà lúc mà mặc lên gà thấy hơi già. Cái phần cổ mà nó cắt xuống vậy thì nó làm người cảm thấy có thể là gà đang trông hơi già á. Hoặc là cái này mình có thể mặc crop top, nhưng mà nhìn gà như một quả chuông di động vậy đó mọi người, kiểu vậy á. Xong rồi gà thấy là gà đã nghĩ là cái áo này gà mặc lên sẽ xinh, nhưng mà chung là nó cũng vừa vừa, nó không xấu lắm, nó không tới mức quá xấu, nhưng mà nó không xinh như gà tưởng, tại vì gà expect cái áo này rất là cao, nên là giờ gà đang hơi thấy gà giống con điên, nên gà hơi buồn, nên là thôi nói chung là cái áo này mua trăm mấy thì cũng khá là hơi, quên giá rồi, nhưng mà tầm đâu trăm mấy thì cũng khá là hơi. Và cái kiểu chi tiết này nè, nói chung là gà cũng thích, nói chung là giống như là hoa cam trên nền xanh dương đó, thì đó như vậy thôi. Nhưng mà tức là cái màu hoa làm gà thấy hơi già á. Gà nghĩ là nếu cái màu hoa này mà nó là màu vàng thì nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Mà như vậy thì nhìn nó nhã nhặn hơn. Mình cũng lớn rồi, mình cũng lớn tuổi, mình không có nên như vậy. Không có nên lúc nào cũng nghĩ mình trẻ. Tiếp theo thì lại là một cái áo mà có họa tiết hoa hoa nữa. Thì áo này gà mua với giá là như ta 160.000. Đó, thường thường á là mấy cái shop đồ xi này nó sẽ bán giá sơ mi á thì tầm đâu 160-220 là cao mà thấy vậy đó. Đây thì đây, ủa cha, sao cái áo này nó cũng giống giống cái áo lúc nãy vậy ta, nhạt nhẽo vậy. Sao mình mua đồ á gà bị kiểu thích hoa hoa á, nên gà mua tất cả cái áo và thấy nó cũng giống nhau vậy đó mọi người. Nhưng mà cái áo này nè có cái là nó không có phải là cái cổ tàu nữa, mà nó cái cổ của nó là cổ đi xuống á. Gà nghĩ là lúc mặc lên á thì mọi người sẽ hình dung rõ hơn. Và cái mà làm gà thích nhất ở cái áo này thì chắc là cái tay áo đó mọi người. Cái tay áo nó rất là chi tiết á, nó nhúng ở đây xong bắt đầu nó xòe ra, xong rồi ở cái khúc này nó còn xòe nữa, thì rất là thích điều này. Nói chung gà là một đứa rất là tiểu tiết. Gà thấy là cái áo này á mà nó có thể là nhìn ở ngoài nó tèo tèo thôi, nhưng mà ở bên trong nó có những cái chi tiết highlight á, làm cho người ta cảm thấy là nó được thiết kế một cách tinh tế á, thì gà rất là thích. Đây, và cái áo này thì gà thấy là nó cũng không khác gì so với áo hai lúc nãy, ngoại trừ là cái nền của cái này thì nó có vẻ đen hơn, còn kia thì nó xanh hơn. Và cái cổ của cái này thì nó sẽ quá sâu như các bạn có thể thấy. Đây là cái điều đau khổ khi mà mình mua đồ xây đó các bạn, mình không có yếm được size một cách gọi là quá chính xác. Lâu lâu mình mua mấy cái, 10 cái thì mình cũng sẽ lỗi một cái kiểu vậy đó. Nhưng mà đó, ngoại trừ cái cổ là nó khoét hơi sâu so với người gà ra, thì mọi thứ còn lại gà vẫn rất là thích. Nói chung là gà thấy tự nhiên lúc mà mặc cái này lên đó, thì gà thấy cái này xinh hơn cái kia. Cái này nó kiểu đầm mà nó sang chảnh á, nó không có bị gọi là nhí nhố quá, mà nó cũng chi tiết nữa. Cái tay này như lúc mà gà nói gà rất là thích. Thì đó, lúc mặc lên thì thấy ok, chung là mát mẻ. Chất thì tất cả các áo nãy giờ thì rất là đẹp rồi, thì không phải nói về chất nữa. Tại vì chất thì lúc mà gà cầm lên gà review thì gà cũng đã review được cái chất của mọi người rồi. Chủ yếu bây giờ là mặc lên cho mọi người thấy cái dáng thôi nha. Thường thường thì mấy cái bạn mà tầm gà 41-42 cây nhất thì gà thấy là cái này nó cũng khá là hợp với mọi người. Tại lúc mà mặc lên nó thì không làm cho mọi người cảm thấy quá là gầy. Giờ gà gầy với mọi người. Rồi cái tiếp theo á, cũng là một cái mà cái này thì gà ấn tượng nè. Tại cái này gà mua khá là mắc. Cái này 230.000, trời ơi. Nhưng mà tại sao nó 230.000 mọi người? Có lý do cả. Đây, mọi người nhìn cái cổ của nó đi.
lòng lộn chưa? Cái kiểu thiết kế này nè, ví dụ như là nếu mà mình mua đồ mới thì mình mua ở đâu? Và cảm thấy đây là những cái chiếc áo mà chỉ có đồ second hand, đồ xây, đồ mà được thiết kế ở nước ngoài thì mới có luôn. Cái cổ của nó quá đẹp luôn đó mọi người, quá đẹp, thì xuất sắc. Càng nghĩ là cái này mặc lên thì đúng kiểu huyền, gọi là quyền quý, tiểu thư đồ này nọ. Rồi có cái tay của nó nè, trời ơi, thật sự là có rất nhiều bạn đã biết là lúc mà nhìn cái áo này á, mọi người sẽ thấy nó quá màu mè và nó sẽ không thích hợp. Nhưng mà đối với một đứa vừa màu mè, vừa extra, vừa tiểu tiết, vừa làm lố như gà á, thì cái áo này tuyệt vời, rất là perfect luôn. Và cảm thấy là cái này mặc lên chắc chắn gà mặc sẽ đẹp luôn đó mọi người. Mặc dù là dạo này á, thì gà thấy là cái kiểu tóc này làm cho gà kiểu nhìn trẻ hơn, với lại nhìn nhố nhăn hơn rồi, không có còn cái kiểu mà đầm thắm như xưa nữa. Yeah. Đúng như gà dự đoán thì cái này mặc lên rất hợp với gà luôn, gà thích cái áo này nhất luôn á. Nếu mà cái áo này nha, kêu gà bỏ 800-900 nghìn ra, gà sẵn sàng bỏ ra mua nếu là đồ mới luôn đó. Và nếu mà mình mua được một cái giá 230 ở đồ xây thì bargain là cái chắc, món hời là cái chắc đó mọi người. Thật sự là xinh quá đây, trời ơi gà thích lắm luôn á. Thề gà không biết diễn tả cái áo này như thế nào. Chất mềm suông, đắt tiền, mát, cảm giác rất đắt tiền, không hề rẻ tiền một xí nào. Và cái cổ của nó, chi tiết cổ của nó không cần phải nói đúng không? Cái này á, mình mặc đi ăn đám cưới á thì cũng còn hơi lớn đó, mình mặc đi ăn đám cưới đó mọi người, mặc cái áo này trên phần chân váy trắng ở dưới xung được á, có khi mình xinh hơn cô dâu luôn á. Để khi nào ví dụ như có người yêu cũ được của gà mà mời gà đi ăn sinh nhật á thì gà sẽ mặc cái này. Ok, được á, đây sẽ là áo mặc đi đám cưới người yêu cũ. Ok, quyết định vậy nha. Thích lắm. Xoay một cái hồng nha. Đây. Và ngoài lề ấy, thì có một cái mini story rất là vui cũng kể cho mọi người. Mọi người có biết cái cảm giác mà mình coi livestream á, xong rồi họ kiểu chúc cho chị Đỗ Nhật Quyên không? Nghe nó cũng hơi buồn cười á, nhưng mà yeah, nói chung là khá là vui. Và cảm thấy là cái trải nghiệm mua đồ livestream á lần đầu tiên có, nhưng mà nó cũng khá là vui. Đó, chỉ vậy thôi. Tên tên, mới đó mà tới cái áo cuối cùng rồi. Đây là cái áo mà mình mua với giá 170.000. Và nó là một cái áo như các bạn có thấy là màu tím rất là trendy. Trời ơi, gà nhìn cái này á, gà phải mua liền. Tại vì sao không? Gà thích màu tím, gà thích màu tím kinh khủng. Thật sự luôn đó mọi người, nếu mà trên đời mà tìm một cái màu nào đó mà gà thích hơn màu tím, có thích nhiều màu hơn chứ không? Mình bị điên hả trời, mình đâu thích màu tím mất vậy đâu. Nhưng mà nói chung là đồ màu tím thì gà thấy gà vẫn sẽ mua. Chết rồi, cái áo này nó có hơi rộng với gà không ta? Nó căn bản là một cái áo sơ mi như các bạn có thể thấy, và ở trên thì nó in hình hoa trắng thôi. Và cái tay của nó thì tay phồng, nó rất là xinh. Và cái cổ của nó cũng xinh nữa, cái cổ thuộc dạng cổ, cổ này cổ chị trời, cổ vuông á, cổ nó cắt xuống vậy, xong nó xuống vậy nè. Đó, nếu các bạn hình dung. Nhưng mà em tiếp tục là thấy hơi rộng đó. Tại bình thường là mấy cái bạn mà mặc cái áo kiểu này nè thì nó phải có ngực để nó puff ra, nó nhìn cho nó, cái áo nhìn cho nó đầy đặn, nhìn nó đẩy ra đó. Thì lúc mà cái chị trên livestream mặc cái này thì nhìn chị cũng rất là xinh, tại vì chỉ có cái phần này, còn gà không có thì gà sợ là nó sẽ như vậy nè. Vì nó sẽ khá là lộ, dễ lộ dây, hoặc là gần như mà cứ mặc bra trắng như người đang mặc thì cũng ok. Và cái form của nó thì cũng xinh á, gần nghĩ là form của nó rất là xinh, thì nó đúng là cái form mà gà thích, rộng rãi mát mẻ, xong rồi nó nhún nhún bèo bèo á, như nãy giờ gà cũng thích thôi. Thì cái này gà thấy là mua không hối hận vậy thôi. Thích cái áo này không này, chắc cái áo này mặc nhiều nè, mặc ở dưới hôm nay gà mặc cái quần caro cũng hợp, nhưng gà nghĩ là nếu mà mặc cái quần trắng nhìn sẽ xinh cái lắm ấy. Ok, thì video buổi ngày hôm nay là kết thúc. Hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhấn like và subscribe Gà Ly TV nha. Và đừng quên là xem video của gà càng nhiều hơn nữa. Mỗi lần như vậy á, các bạn nghĩ đi, lần này gà mua cũng hết 1 triệu máy. Mà gà định là đây là cái series mà gà sẽ làm hàng tuần, thì tuần nào cũng sẽ tốn 1 triệu máy mua đồ đó. Mà gà thì nghèo, gà là sinh viên nghèo mà, thất nghiệp. Trời ơi. Nhưng mà nếu mà các bạn thích thì gà vẫn sẽ làm thôi. Các bạn nhớ xem video ủng hộ gà nha. Ok, bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Gà Ly TV.